Sau khi kỳ kinh nguyệt trễ nửa tháng, tôi phát hiện mình đã mang thai, nhưng tôi đã độc thân từ lâu và không lên giường với ai cả. Tôi không gọi điện cho bạn thân, kể nỗi oan ức của mình. Khi nói đến việc tại sao tôi lại mang thai, dưới giường đột nhiên vang lên một tràng cười đắc ý, tiếng cười rất nhẹ và nhanh chóng ngừng lại. Nhưng tôi vẫn nghe rõ ràng. Lúc này là mùa hè, bên ngoài có nhiều người hóng mát. Tôi vô thức nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Bạn thân hỏi, sao cậu không nói gì? Ngày mai mình đi bệnh viện khác xem thử. Bạn đừng lo. Giọng lo lắng của bạn thân vang lên. Tôi hít hối, quyết định ngồi xuống sàn, dựa vào cạnh giường. Hôm nay tôi đã đến hai bệnh viện khác nhau, dù sao đi nữa, đứa trẻ này sẽ không thể giữ lại. Tôi mới 24 tuổi, cuộc đời tươi đẹp chỉ mới bắt đầu. Tôi dựa vào đâu mà phải trả giá cho đứa trẻ không rõ nguồn gốc này? Huống chi, khi tôi không hề hay biết đã mang thai, chắc chắn tôi đã bị xâm phạm. Tôi không chỉ muốn bỏ đứa trẻ này, tôi còn phải báo cảnh sát để bắt tên biến thái đó. Tôi giận dữ bày tỏ nỗi oan ức trong lòng. Đột nhiên, phía sau lưng tôi vang lên một tiếng thở dốc giận dữ, là từ dưới gầm giường phát ra. Toàn thân tôi run lên, căng thẳng cúi đầu nhìn xuống. Đây là một chiếc giường rất cũ kỹ, dưới gầm giường có khoảng trống có thể để đồ đạc. Khi thuê căn nhà này lúc đầu, chủ nhà từng hỏi tôi có muốn thay giường không. Tôi muốn tận dụng không gian này, quyết định giữ lại. Trong đầu tôi thoáng hiện ra bộ phim tôi xem cách đây vài ngày. Có một tên biến thái lẻn vào nhà của một phụ nữ sống một mình. Mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn lại chui ra, làm những việc không thể mô tả với nữ chính. Cho đến khi nữ chính suýt bị hại, mới phát hiện ra kẻ ký sinh trốn dưới gầm giường. Lông toàn thân tôi dựng đứng, toàn thân run rẩy không ngừng. Một giả thuyết táo bạo lóe lên. Dưới giường có người. Khi đến đây, tôi nín thở chậm chậm đứng lên, sợ bị đối phương phát hiện sự bất thường của tôi. Tôi hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Đây là một khu chung cư cũ 5 tầng. Tôi sống ở tầng 1, cách âm không tốt. Những người ở đây đều là dân cư bị giải tỏa trong làng. Họ rất thích tụ tập đông đúc, chỉ cần có một chút âm thanh là họ sẽ thò đầu ra xem. Hơn nữa, bây giờ là mùa hè, trong sân có nhiều người đang hóng mát. Vì vậy chỉ cần tôi ra khỏi căn nhà này là an toàn. May mắn là căn nhà này không lớn, chỉ là một căn hộ một phòng. Chỉ cần tôi đủ nhanh, chắc chắn có thể an toàn ra ngoài. Nghĩ vậy, tôi không quay đầu lại mà bắt đầu chạy ra ngoài. Ngay khi cửa mở, tôi hét lớn có trộm. Có trộm vì quá căng thẳng. Khi ra khỏi cửa, tôi vấp ngã. Không để ý đến đau đớn, tôi bò dậy, lảo đảo chạy về phía đám đông. Những hàng xóm đang hóng mát nghe thấy tiếng động, đều vội vàng chạy đến hỏi ai đó. Trộm ở đâu ra? Tôi thở hổn hển, chỉ vào vị trí cửa sổ, mở miệng sợ hãi. Dưới giường nhà tôi, người đó đang nằm ngủ dưới giường nhà tôi. Dưới giường nhà cô, đó chẳng phải là một tên biến thái chắc chắn sao? Báo cảnh sát thôi. Chúng ta cứ canh giữ cửa này, xem thằng nhãi này có dám xuống không. Hàng xóm người nói câu này, người nói câu kia. Cảm xúc căng thẳng của tôi tạm thời được xoa dịu. Lúc nãy khi ngã, tôi đã va vào bụng. Lúc này bụng dưới đang đau âm ỉ, mồ hôi trên trán nhỏ giọt tí tách xuống. Bà Vương ở tầng trên nhận ra sự khác thường của tôi, vội vàng lên tiếng. Con vừa rồi ngã có phải bị đau bụng không? Con mới mang thai, rất nguy hiểm đấy. Nhanh đi bệnh viện đi. Mang thai, tôi giật mình ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bà Vương. Chuyện mang thai này, tôi cũng mới biết hôm nay. Vậy sao bà Vương lại biết được? Hôm nay khi xuống lầu, tôi gặp bạn trai của con. Bạn trai con nói con mang thai, muốn mua nhà rồi đưa con đi. Bạn trai, giọng tôi không kiềm được mà run rẩy. Đúng rồi, ta gặp cậu ấy vài lần rồi. Nhìn cậu ấy đẹp trai đấy. Đã mang thai rồi thì đừng gây sự với cậu ấy nữa, sớm chuyển đến chỗ cậu ấy ở đi. Con xem này, giọng bà Vương vẫn tiếp tục. Các hàng xóm cũng đồng tình. Đúng vậy, bạn trai con thực sự rất tốt. Nỗi sợ hãi mạnh mẽ khiến tôi không thể thốt ra một lời nào. Tôi luôn sống một mình, bạn trai đâu ra cơ chứ? Cuối cùng tôi mới khàn giọng lên tiếng. Bà gặp anh ta lần đầu tiên là khi nào? Bà Vương hồi tưởng lại. Con mới chuyển đến được vài ngày là đã gặp rồi. Ta xuống lầu vừa lúc thấy cậu ấy đang thay giày ở cửa. Cậu ấy nói hai đứa mới quen nhau, vì vậy cậu ấy không thường đến ở, nên nhờ chúng ta quan tâm con nhiều hơn. Cả người tôi đều sững sờ. Người này rốt cuộc là ai mà lại biết rõ về tôi như vậy? Khi chuyển nhà, tôi nghĩ đến vấn đề an toàn, cố ý để vài đôi giày nam ở cửa. Khi người khác hỏi, tôi đều mơ hồ nói bạn trai không hay đến ở. Vì vậy dù anh ta có xuất hiện thật, hàng xóm cũng chỉ cho rằng đó là bạn trai tôi đến, sẽ không cố ý nhắc nhở rằng nhà tôi có người lạ. Tôi đã chuyển nhà hơn nửa năm rồi, điều này có nghĩa là người này đã ở trong nhà tôi nửa năm, và thỉnh thoảng còn công khai bước ra từ nhà tôi. Thảo nào từ khi chuyển đến đây, mỗi sáng tôi đều cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Thì ra, nghĩ đến việc mỗi đêm đều không hay biết ở cùng một người đàn ông, tôi không kìm được nữa, nôn mửa không ngừng. Đúng lúc này, điện thoại của tôi rung lên, là một tin nhắn lạ. Vợ à, hãy chăm sóc tốt cho con của chúng ta, tôi đi trước đây, hôm khác sẽ đến thăm em. Khi cảnh sát đến, người đó đã biến mất, sao có thể? Tôi vẫn luôn canh giữ ở dưới mà, hắn không thể nào xuống được. Giọng tôi đột nhiên cao lên, lo lắng đến mức bật khóc.
cảnh sát Tôn phụ trách vụ án vỗ lưng tôi. Đừng sợ, mặc dù mọi người canh giữ ở phía dưới, nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn đã nhảy qua cửa sổ phía sau mà đi. Còn nữa, tôi hiểu ý của anh ấy. Nếu đối phương là cư dân của tòa nhà này thì sao? Hắn hoàn toàn có thể từ nhà tôi trở về nhà mình. Tôi vỏ tay, hoảng hốt nhìn cảnh sát Tôn. À, đúng rồi, hắn đã gửi cho tôi một tin nhắn. Các anh có thể tìm ra hắn qua tin nhắn này không? Cảnh sát Tôn vội vã bảo nhân viên kỹ thuật định vị vị trí của số điện thoại. Nhưng lạ thay, định vị cho thấy điện thoại đang ở nhà tôi. Sau nửa giờ tìm kiếm, cuối cùng ở dưới đáy tủ lạnh, đã tìm thấy chiếc điện thoại bị bỏ lại. Cô phải chuẩn bị tâm lý tốt. Có thể những thứ trong này, tôi giật lấy điện thoại. Những nội dung trên đó khiến mắt tôi tối sầm lại. Bên trong toàn là ảnh của tôi. Tôi mặc đủ loại quần áo khác nhau, bị đặt vào những tư thế không thể nhìn nổi. Anh có đến hàng nghìn tấm. Dựa vào thời gian trên đó mà xem, hầu như mỗi đêm hắn đều làm như vậy với tôi. Tấm ảnh cuối cùng là một mẩu giấy viết tay. Trên đó viết, vợ à, đây là món quà đầu tiên anh tặng em. Tôi hét lên thảm thiết. Đúng lúc này, bạn thân Đỗ Kỳ Yến của tôi từ ngoài vội vã chạy vào. Đau lòng ôm tôi vào lòng. Được rồi, không sao đâu, các chú cảnh sát sẽ bắt được hắn. Tôi như nắm được cọng rơm cứu mạng, khóc lớn, vì trong nhà vẫn cần lấy mẫu vật chứng, thêm vào nỗi sợ hãi mà chuyện này mang lại. Tối hôm đó, tôi kiên quyết đi theo Đỗ Kỳ Yến về nhà cô ấy. Cảnh sát Tôn lo lắng người đó sẽ theo dõi tôi, nên cử hai chú cảnh sát đi theo bảo vệ chúng tôi. Vừa lên xe không bao lâu, điện thoại của Đỗ Kỳ Yến đã đổ chuông. Cậu giúp mình nghe máy đi. Điện thoại ở chỗ hộp tay vịn là một số lạ, nhưng Đỗ Kỳ Yến làm nghề bán hàng, có số lạ gọi đến cũng là bình thường. Tôi bật ra ngoài, giọng nói từ chiếc loa lập tức vang vọng trong chiếc xe yên lặng. Vợ à, tôi sợ hãi run rẩy toàn thân. Vô thức định cúp máy, Đỗ Kỳ Yến giữ tay tôi, im lặng nói đừng cúp máy. Sau đó dừng xe bên lề đường, chờ đợi các chú cảnh sát phía sau đến. Người kia không phát hiện điều gì bất thường, tiếp tục nói, tối nay anh sẽ đến thăm em nhé. Nhớ để cửa cho anh vào đấy. Nói xong hắn cúp máy. Tôi và Đỗ Kỳ Yến nhìn nhau, đồng thời thấy được nỗi sợ hãi trong mắt đối phương. Lần này là một số điện thoại ảo, hoàn toàn không thể định vị được, nhưng cảnh sát Tôn nói với tôi một tin, còn khiến tôi sợ hãi hơn. Số điện thoại gửi tin nhắn cho cô trước đây, thông tin đăng ký chính là của cô. Của tôi sao? Tôi như bị một cú đập vào đầu. Điều này có nghĩa là việc điều tra sẽ càng khó khăn hơn. Tiếp theo cảnh sát Tôn nói gì, tôi đã không còn nghe rõ nữa, trong đầu chỉ còn vang lên câu tối nay anh sẽ đến thăm em. Tôi đề nghị, hay tối nay chúng ta đi ở khách sạn nhé. Ít nhất ở khách sạn có nhiều người và có nhân viên an ninh, nếu lỡ bị lộ nhà bạn thì phiền phức đấy. Trong lúc tôi đang nói chuyện với Đỗ Kỳ Yến, điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn. Nếu cô dám phá bỏ đứa con của tôi sẽ lấy mạng cô. Tôi sợ hãi đến mức trợn tròn mắt, không thể tin nổi, nhìn quanh khắp nơi. Đỗ Kỳ Yến nhận ra sự khác thường của tôi, vội vàng hỏi, sao thế? Tôi run rẩy đưa điện thoại qua. Cô ấy sợ đến mức lấy tay che miệng, không để tiếng hét thoát ra. Gọi điện cho cảnh sát Tôn đi. Tôi cuống cuồng tìm số điện thoại. Ngay giây tiếp theo, tiếng gõ cửa vang lên. Tim tôi như nhảy lên đến cổ họng, xin chào. Đồ ăn giao tới đây. Đỗ Kỳ Yến thở phào nhẹ nhõm, không sao. Là đồ ăn, cô ấy nói rồi định xuống giường để ra nhận. Tôi vội vàng kéo cô ấy lại, mở miệng không ra tiếng, đợi đã, đừng, cô ấy nhìn tôi, không hiểu. Tôi từ từ mở ứng dụng giao đồ ăn. Lần này, Đỗ Kỳ Yến cũng sợ đến mức che miệng lại, để đảm bảo an toàn. Tôi hoàn toàn không ghi số phòng, nên người bên ngoài không thể là nhân viên giao đồ ăn. Tôi chỉ vào điện thoại, ra hiệu cho Đỗ Kỳ Yến vào phòng vệ sinh, gọi điện cho các chú cảnh sát ngoài khách sạn. Còn tôi thì tự mình đối phó với người bên ngoài, lần này nhất định không để hắn chạy thoát được. Tôi cố tình lùi lại vài bước, giả vờ bận rộn, anh chờ một chút. Để tôi mặc thêm áo rồi ra lấy. Nếu thực sự là nhân viên giao đồ ăn gặp tình huống này, họ chỉ để lại một câu, tôi để đồ ăn ở trước cửa phòng của cô rồi đi nhé. Vì họ vội đi giao đơn hàng tiếp theo. Nhưng người ngoài cửa không chỉ không vội, ngược lại còn kiên nhẫn trấn an tôi, không vội đâu, tôi đợi cô mà. Tôi gần như chắc chắn người đó chính là tên biến thái từng ngủ trong nhà tôi. Tôi quay lại nhìn Đỗ Kỳ Yến, vì cô ấy đã bật vào sen, chỉ thấy miệng cô ấy mở ra khép lại, hoàn toàn không nghe rõ cô ấy nói gì. Rất nhanh, cô ấy ra hiệu ok rồi bước ra. 3 phút nữa là họ đến. Đỗ Kỳ Yến nắm chặt lấy tay tôi, miệng không ngừng thì thầm, không sao đâu, không sao đâu, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người bên ngoài bắt đầu thúc giục, cô vẫn chưa mặc xong mà. Chưa, anh đợi thêm chút nữa. Tôi nói, giọng không ngừng run rẩy. Đột nhiên tôi nghĩ ra điều gì đó, vội vã ghé sát tai Đỗ Kỳ Yến nói nhỏ, nên gọi điện cho quầy lễ tân trước, họ có bảo vệ. Đỗ Kỳ Yến vỗ mạnh vào đầu mình, chợt bừng tỉnh. Bảo vệ chắc chắn sẽ đến nhanh hơn các chú cảnh sát, dù khả năng chiến đấu không bằng cảnh sát, nhưng ít nhất người đông hơn. Nhưng bây giờ có lẽ cũng không cần nữa, vì các chú cảnh sát cũng sắp đến rồi. Người bên ngoài dường như nhận ra điều gì đó, bắt đầu điên cùng đập cửa phòng khách sạn. Cô đang đùa với tôi à? Mau mở cửa, tôi sắp quá giờ rồi. Mau lên, mẹ nó, cô nói có tắm trong đó không?
Lúc này tôi đã cảm thấy giọng hắn rất kỳ lạ, bây giờ mới nhận ra. Người này nói từng chữ một bật ra. Rất quen thuộc, hình như tôi đã nghe ở đâu đó. Nhưng lúc này lại không nhớ ra được. Đô Kỳ Yến nhìn tôi liền sợ hãi. Cô ấy tưởng tôi bị sợ quá mức, vì vậy lớn tiếng đáp lại, thế thì anh để lại đồ ăn, rồi đi đi, lát nữa chúng tôi sẽ lấy. Không được, câu nói này dường như chọc giận hắn. Giọng hắn đột ngột cao lên. Mau mở cửa. Mở cửa, mở cửa. Hắn cứ ngoan cố lặp đi lặp lại hai chữ đó. Trong lúc đó, cũng có khách của khách sạn mở cửa phòng, bày tỏ sự không hài lòng, nhưng đều bị hắn quát lại. Cuối cùng, sau khi người đó nói không dưới trăm lần mở cửa, các chú cảnh sát đã đến. Dù đã bị khống chế nằm trên đất và đeo còng, miệng người đó vẫn liên tục lặp lại hai chữ đó. Tôi từ từ mở cửa phòng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, tim tôi như rơi xuống vực thẳm. Tôi thất thần cất tiếng, không thể nào là hắn. Người đó là người trong khu chung cư của chúng tôi. Hồi nhỏ vì sốt cao mà não gặp vấn đề, vẫn luôn đần độn. Ngày thường rất thích ăn kẹo. Ngay ngày đầu tiên tôi chuyển đến, bà Vương ở tầng trên đã bảo tôi nhất định đừng gây chuyện với hắn. Lúc đó tôi không hiểu ý là gì. Cho đến nửa tháng sau, tôi tận mắt chứng kiến hắn hành hung một người phụ nữ. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ tiếng hét đau đớn của cô gái đó. Khi đó có rất nhiều người đàn ông lao lên kéo hắn ra. Mười mấy người mới miễn cưỡng lôi được hắn dậy. Tôi từng nghĩ hắn sẽ bị kết án, hoặc bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Nhưng tất cả đều không. Vì đây không phải là ý thức của hắn, mà là có người cho hắn một cục kẹo bảo hắn làm vậy. Khu chúng tôi luôn có lời đồn. Ai mà không ưa người khác, chỉ cần đưa cho gã ngốc cục kẹo, đánh người, phóng hỏa, gã ngốc đó đều sẽ làm giúp bạn. Thế nhưng nhà gã ngốc này lại có quyền có thế. Không ai có thể động đến hắn. Quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Đỗ Kỳ Yến. Hắn chắc chắn bị ai đó chỉ thị. Quả nhiên, các chú cảnh sát nâng hắn dậy, phát hiện trong tay hắn có một chiếc tai nghe Bluetooth rất nhỏ. Mỗi câu hắn nói, mỗi hành động hắn làm, đều do người ở đầu kia tai nghe chỉ thị. Gã ngốc đã bị cảnh sát đưa đi. Nhưng việc bắt được hắn không khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Ngược lại, tôi rơi vào nỗi sợ hãi lớn hơn. Người đó không chỉ hiểu rõ tôi, mà còn biết tất cả mọi thứ xung quanh tôi. Tôi mơ hồ cảm thấy người đó sẽ không buông tha tôi như vậy. Quả nhiên, vài phút sau, hắn lại gửi tin nhắn đến. Không làm em sợ chứ? Em yên tâm đi, lần này gã ngốc đó chắc chắn sẽ bị bắt. Lần trước hắn còn dám chửi em giữa đám đông, xem như đó là bài học cho hắn. Ai từng bắt nạt em, tôi sẽ lần lượt loại bỏ. Thì ra khi con người sợ hãi đến mức nào đó, thật sự sẽ trở nên tê liệt. Tôi tức giận phản kháng. Hắn rốt cuộc có ý gì? Tại sao lại làm thế này với tôi? Nói xong, tôi không thể kiểm soát được mình mà bật khóc lớn. Trước ngày hôm qua, tôi rõ ràng vẫn là một người rất bình thường. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, tôi, một người đã độc thân từ khi sinh ra, lại đột nhiên mang thai. Không chỉ vậy, tôi còn phát hiện ra, trong căn nhà mà tôi nghĩ là ẩm cúng, luôn có một tên biến thái đang sống. Cảnh sát Tôn im lặng một lúc lâu, bất chợt lên tiếng. Cô có ai đeo đuổi điên cuồng không? Hoặc đối tượng xem mắt, hay người yêu cũ chẳng hạn. Tôi hiểu ý của anh ấy, yêu mà không được đáp lại. Nhưng tôi cười khổ nói, anh nhìn xem diện mạo của tôi đi. Đến ném vào đám đông cũng không ai nhận ra. Sao có thể có người yêu mà không được chứ? Trước tiên đi bệnh viện đã, làm một cuộc kiểm tra toàn diện. Mọi hành động của cô đều bị người đó phát hiện. Biết đâu trên người có thiết bị nghe lén gì đó. Nghe vậy, tôi rõ ràng cảm thấy cơ thể của Đỗ Kỳ Yến cứng đờ. Không chỉ có cô ấy, mà tôi cũng tái nhợt. Hai chúng tôi nhìn nhau, thấy rõ nỗi sợ hãi trong mắt nhau. Thiết bị nghe lén, trong cơ thể, tôi suy nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra được. Rốt cuộc ai lại có thể đau lòng vì tôi đến mức này? Đỗ Kỳ Yến rõ ràng đã sợ đến mức choáng váng. Toàn thân run rẩy như sàng thóc, một lúc lâu, cô ấy mới cố gắng mở miệng nói, đi kiểm tra cũng tốt. Dù sao cậu cũng đang mang thai, hôm nay đã trải qua những chuyện như thế này, đứa bé còn chưa biết sẽ thế nào, đi kiểm tra đi. Mang thai, lại là mang thai. Hai từ này như một quả bom hẹn giờ, nổ tung bên tai tôi. Mặc dù tôi biết rõ cô ấy đang lo lắng cho sức khỏe của tôi, nhưng tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tất cả là tại hắn, tất cả là tại hắn. Tôi như một kẻ điên loạn, đánh mạnh vào bụng dưới của mình, mong sao thứ bên trong bụng có thể vì sự bạo lực của tôi mà tự biến mất. Cảnh sát Tôn và Đỗ Kỳ Yến đồng thời hét lên. Tôi chỉ thấy miệng họ mở ra khép lại, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh. Dần dần, họ bắt đầu trở nên mờ nhạt. Trước khi mất ý thức, tôi mơ hồ nhìn thấy Đỗ Kỳ Yến đang xé lòng gào thét tên tôi. Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trong bệnh viện, và bên ngoài vẫn tối đen. Qua kính cửa phòng, tôi nhìn thấy Đỗ Kỳ Yến với gương mặt đầy lo lắng, đang ở bên ngoài, cắn từng miếng canh một. Đây là biểu hiện khi cô ấy lo lắng không yên. Lần cuối tôi thấy cô ấy mất kiểm soát vậy, là vào năm bố cô ấy bị bệnh. Tôi rút kim truyền trên tay ra rồi bước ra ngoài. Thấy tôi ra, cô ấy vội vàng dập tắt đầu cây cay trên tay. Cậu cuối cùng đã tỉnh rồi. Cậu đã ngủ cả ngày rồi, biết không? Về sau không được bỏ ăn nữa đấy. Làm tớ sợ chết khiếp, tôi gật đầu. Vội vàng hỏi, đã kiểm tra chưa? Trên người tớ có thiết bị nghe lén không? Đang nói thì cảnh sát Tôn từ xa bước tới. Vẻ mặt nặng nề, nếu tiện, cần phải làm thêm một cuộc kiểm tra hệ thống hơn. Tôi đi theo anh ấy, trên đường gặp bác sĩ trong đội cảnh sát. Tất cả kiểm tra đều không có vấn đề gì. Cuối cùng, bác sĩ nhìn chằm chằm vào miệng tôi. Gần đây có thay răng gì không? Tôi thoáng ngớ người, rồi ngay lập tức mặt tái đi. Vô thức nhìn về phía Đỗ Kỳ Yến, cô ấy cũng như tôi, cả người sợ đến mức không nhẹ. Tôi cứng ngắc gật đầu. Tôi mở miệng ra,
Vài phút sau, bác sĩ từ răng hàm phía sau của tôi lấy ra một chiếc thiết bị nghe lén nhỏ xíu. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy vật đó, tôi vẫn sợ đến mức toát cả mồ hôi lạnh. Chính là hắn, tên khốn kiếp này. Tôi phải đi tìm hắn. Đô Kỳ Yến giận dữ thốt lên, nói xong liền định mở cửa lao ra. Cảnh sát Tôn ngăn cô ấy lại, là ai? Tôi lên tiếng trước Đô Kỳ Yến. Là anh họ bên nhà chú của cô ấy. Nửa năm trước tôi bị đau răng, cô ấy dẫn tôi đến gặp anh họ của cô ấy. Vì là bạn thân của em gái, hắn lúc đó thậm chí không thu phí của tôi. So với sự giận dữ của Đỗ Kỳ Yến, tôi càng thấy lạnh lòng hơn. Bác sĩ nha khoa Đỗ này đã nhiều năm nay là người đàn ông duy nhất khiến tôi rung động. Mỗi lần giúp tôi khám răng, hắn luôn tỏ ra vô cùng dịu dàng. Dù tôi biết đó là vì nề mặt Đỗ Kỳ Yến, nhưng tôi vẫn không đề phòng mà chìm đắm trong đó. Khi biết mình mang thai, phản ứng đầu tiên của tôi là tôi và hắn hoàn toàn không còn khả năng nữa. Không ngờ tôi bật ra một tiếng nức nở, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Đỗ Kỳ Yến vội vàng an ủi tôi, tớ biết cậu rất đau lòng, nhưng tớ vẫn không hiểu. Tớ đã thể hiện khá rõ ràng rồi. Nếu đôi nhà sĩ thực sự muốn đến với tớ, tại sao lại phải dùng cách bằng thiếu như thế này? Đỗ Kỳ Yến nhìn thấu được sự nghi ngờ của tôi, bắt đầu giải thích, kể từ khi cậu nói thích anh ấy, tớ đã luôn phản đối, vì anh họ tớ là một kẻ biến thái. Trước đây anh ấy từng du học ở nước ngoài, chỉ vì giam cầm trái phép một cô gái mà bị trục xuất về nước. Vì vậy tớ luôn giữ thái độ phản đối. Nhưng tớ thật không ngờ anh ấy lại làm như vậy với cậu. Xin lỗi, là do tớ sơ ý. Có được mục tiêu nghi ngờ, cảnh sát Tôn không nói hai lời, liền dẫn những người khác rời đi. Cú sốc này với tôi có chút lớn. Đỗ Kỳ Yến nhìn ra sự thất vọng của tôi, nên chủ động tìm cớ ra ngoài mua đồ ăn cho tôi, rồi rời đi. Tôi nằm trên giường bệnh, liên tục nghĩ lại chuyện này. Không phải vì tôi quá mơ mộng mà biện hộ cho Đỗ nha sĩ, chỉ là ngay từ đầu người đó đã rất bí ẩn. Sao lại nói bị phát hiện là bị phát hiện được chứ? Còn nữa, nếu thực sự là hắn, thì làm sao hắn có thể vào nhà tôi? Làm sao hắn lại biết mật khẩu của tôi? Nhưng mặt khác, chiều cao và phong cách ăn mặc đều khác với miêu tả của bà Vương. Hơn nữa, hắn là nhà sĩ có đủ loại thuốc mê, nên hắn không cần phải mua riêng bên ngoài. Vì suy nghĩ quá tập trung, hoàn toàn không nhận ra có một bác sĩ đã vào phòng bệnh. Đến khi tôi phản ứng lại, hắn đã thay thuốc cho tôi xong và chuẩn bị rời đi. Lúc này tôi mới nhận ra, đã rất lâu kể từ khi Đỗ Kỳ Yến ra ngoài. Xin chào, tôi gọi với theo bóng lưng kia. Người đó rõ ràng dừng lại, quay người lại một cách cứng nhắc, giọng rung rung. Sao vậy? Tôi chỉ vào chiếc điện thoại trên giường bên cạnh. Anh có thể giúp tôi lấy nó được không? Tôi muốn gọi điện. Cảm ơn, hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, đưa điện thoại cho tôi xong vội vàng đi ra. Bác sĩ này thật kỳ lạ, trong giờ làm việc sao lại không mặc? Không đúng, tôi đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng đã muộn rồi, tôi giơ tay định bấm chuông, nhưng không thể nào nhấc nổi cánh tay. Không chỉ vậy, toàn thân trở nên mềm nhũn, vô lực, muốn nói nhưng không thể nào phát ra tiếng. Người đó không phải là bác sĩ, hắn rốt cuộc là ai? Trái tim vốn đã thả lỏng lại một lần nữa căng thẳng. Rất nhanh, hắn lại bước vào. Nhưng lần này hắn đẩy theo một chiếc xe rác khổng lồ. Tôi cố gắng chặt môi mình, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng nhận ra vô ích. Chán tôi thấm đẫm mồ hôi lạnh. Do cố gắng phản kháng, hắn chậm rãi bước đến bên cạnh tôi, phát ra một tiếng cười lạnh nhẹ. Muốn phản kháng, muộn rồi. Thôi thì ngoan ngoãn đi theo tôi đi. Tiếp theo tập trước, kể từ khi người đàn ông lạ giúp tôi thay thuốc, toàn thân tôi mềm nhũn không thể cử động. Sau đó anh ta đẩy xe rác đi vào. Tôi bị anh ta nhét thô bạo vào trong xe rác. Mùi hôi thối ập vào mặt khiến tôi khó thở. Tôi thậm chí không còn sức để nôn khan. Xe rác từ từ lăn bánh. Chưa tan làm mà, có người hỏi. Xong ca này là tan làm luôn. Bác sĩ giả điềm tĩnh trả lời. Bên ngoài có người, đây là cơ hội tốt để tôi kêu cứu. Tôi dồn hết sức lực toàn thân, cuối cùng cũng nhúc nhích được cánh tay, đập vào thùng rác. Phát ra một tiếng động không lớn không nhỏ, vừa đủ để người bên ngoài nghe thấy. Âm thanh gì vậy? Người đó nghi ngờ lên tiếng. Bác sĩ giả không lộ cảm xúc, lấy ra một thứ gì đó từ phía sau. À, vừa nhận được một con mèo hoang nhỏ ở cửa cầu thang. Tôi thấy nó bị thương một chút, chuẩn bị đưa nó đến bệnh viện thú y. Người đó không nói thêm gì, tiếng bước chân xa dần rồi. Tôi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Anh ta là nhà sĩ Đỗ phải không? Anh ta muốn đưa tôi đi đâu? Chẳng lẽ đúng như Đỗ Kỳ Yến đã nói, anh ta muốn giam cầm tôi, cho tôi sinh con xong rồi sẽ giải quyết tôi sao? Tôi càng nghĩ càng sợ hãi. Thuốc dần dần có tác dụng, tôi thậm chí không thể nhấc nổi mí mắt. Cuối cùng xe rác cũng được đẩy ra khỏi bệnh viện. Người đó ôm tôi vào lòng, nhét tôi vào chiếc xe đã chuẩn bị sẵn. Mùi hương quen thuộc này thì ra thật sự là anh ta. Tôi không thể chịu nổi nữa mà ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức, như thể bị ai đó đánh một trận. Tôi vô thức muốn xoa xoa chỗ đau, nhưng phát hiện mình bị trói chặt năm hoa bảy lá. Tôi dùng lưới để lớp băng dính, nhưng không hề lay chuyển. Không biết đã bị quấn bao nhiêu vòng, tôi dốc hết sức lực chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. Tôi không kìm được mà thầm chỉ trích trong lòng. Nhà sĩ Đỗ, tại sao không giống trong phim truyền hình, mang một chiếc tất hôi hay gì đó, ít nhất cái đó có thể đẩy ra ngay lập tức. Tôi tự cười vì ý nghĩ kỳ lạ của mình. Sau khi hoàn toàn xác nhận được danh tính của đối phương, tôi ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Ít nhất cảnh sát Tôn cũng đã điều tra ra, anh ta chắc có thể giúp tôi thoát ra được. Tôi nhìn xung quanh, khắp nơi đều tối om.
Nơi duy nhất có thể lọt ánh sáng vào chính là cái cửa sổ nhỏ đến đáng sợ trên tường. Có lẽ đây là tầng hầm. Qua ánh sáng mờ ảo, tôi có thể thấy bên trong này đặt rất nhiều đồ đạc. Tôi nhíu mắt lại, cố gắng nhìn rõ đó là những gì. Nhưng ánh sáng quá mờ, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Không biết đã qua bao lâu, ngay khi tôi mơ màng sắp ngất đi, trong bóng tối vang lên âm thanh xì xì. Rồi tôi thấy có thứ gì đó bỏ ra từ bên trong. Là chuột, tôi lập tức trợn to mắt. Trong đầu tôi ngay lập tức hoảng loạn, tôi cố gắng cử động cơ thể để xua đuổi chúng. Nhưng những con chuột này còn dũng cảm hơn tôi. Chúng không những không sợ hãi, mà còn vây quanh chân tôi ngửi không ngừng, tôi sợ đến phát khóc. Tôi thà bị chết ngay tại chỗ, còn hơn là bị cắn rách. Ngay khi con chuột sắp cắn, một tiếng két vang lên, có người mở cửa. Ánh sáng mặt trời rọi vào cùng với bóng cây lớn, tôi mới phát hiện đây thực ra là một kho hàng. Vì nơi này che ánh sáng tốt, cộng thêm đống đồ đạc bên trong, mới khiến tôi có cảm giác đây là tầng hầm. Người trước mắt dần dần tiến lại gần, cho đến khi anh ta cởi mũ ra, tôi mới nhận ra đó chính là Đỗ Kỳ Yến. Anh ta bị bầm tím khắp mặt, trên mặt vẫn còn dính không ít nước dưa hấu. Quần áo cũng là kiểu nam, bị xé nát không còn ra hình dạng. Cô ấy vội vàng tiến tới xé băng dính trên miệng tôi, vừa cởi dây vừa giải thích, giọng run rẩy, chúng ta mau chạy đi. Vừa nãy tôi đã đánh ngất Đỗ Vĩnh Nhiên rồi, nhưng tôi không biết anh ta sẽ bất tỉnh bao lâu. Chúng ta mau chạy đi. Sau khi thoát khỏi sự trói buộc, tôi vội vàng kiểm tra vết thương của cô ấy. Cô ấy bị thương nặng hơn nhiều so với những gì tôi nhìn thấy. Vùng bụng chảy ra nước dưa hấu. Chuyện gì thế này? Sao lại ở đây? Đi trước đã, nếu không đi ngay sẽ không kịp đâu. Tôi đi theo sau cô ấy. Khi gần đến cửa, Đỗ Vĩnh Niên xuất hiện. Tình trạng của anh ta cũng không khá hơn Đỗ Kỳ Yến là mấy. Toàn thân cũng đầy vết thương, trên đầu sưng lên một cục to, như thể ai đó đã xé toạc cả da đầu của anh ta. Đỏ bừng bừng, anh ta dang rộng hai tay, từng bước một tiến về phía chúng tôi. Tôi và Đỗ Kỳ Yến đồng thời lùi lại một chút. Tôi giữ chân anh ta, cậu đi trước đi, biết chưa? Không được, phải đi cùng nhau. Tôi không thể để cậu lại một mình, Đỗ Kỳ Yến nói, cậu đang mang thai trong bụng rồi. Nếu xảy ra chuyện, thì sẽ là hai mạng người đấy, đừng cố chấp nữa. Nhắc đến đứa con, biểu cảm của Đỗ Vĩnh Niên bắt đầu thay đổi. Nếu không phải vì cái giống oan nghiệt này, tôi cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh hôm nay. Tốt nhất là đánh cho Đỗ Vĩnh Niên một cú, coi như đó là sự trả thù tốt nhất cho anh ta. Đỗ Kỳ Yến như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, quay đầu lại, nhỏ giọng nói, chỉ cần cậu chạy ra ngoài, anh ta sẽ không làm hại tôi. Người anh ta muốn bắt lúc này chỉ có một mình cậu thôi. Vì vậy cậu đi trước đi. Nói xong, cô ấy lao vào đầu với Đỗ Vĩnh Niên. Sự tức giận thực sự có thể kích phát tiềm năng con người. Đỗ Kỳ Yến bình thường tay không đủ sức bắt một con gà, nhưng lúc này lại có thể chiếm thế thượng phong. Để được Đỗ Vĩnh Niên, mau chạy đi, cô ấy gào lên. Tôi do dự 2 giây, rồi bắt đầu chạy ra ngoài. Bước ra khỏi cửa, tôi nhìn thấy không xa có một cây gậy gỗ cũ nát. Tôi vội vàng chạy tới nhặt lên. Tôi mừng vì mình đã quay lại. Vì Đỗ Vĩnh Niên hoàn toàn không giống như Đỗ Kỳ Yến nói là còn chút nhân tính. Lúc này anh ta đang đè lên Đỗ Kỳ Yến, bóp chặt cổ cô ấy. Đỗ Kỳ Yến chống cự quyết liệt, hai chân đạp mạnh. Tôi không chút do dự bước tới, dùng gậy đập vào người Đỗ Vĩnh Niên. Anh ta đau đớn quay đầu lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Đỗ Kỳ Yến giật lấy cây gậy từ tay tôi, lại lao vào đánh nhau với anh ta. Tôi thấy không xa có một thanh sắt, vội vàng chạy tới. Khi ngẩng đầu lên, Đỗ Kỳ Yến nằm nhắm chặt mắt trên mặt đất. Đỗ Vĩnh Niên đang giơ cao cây gậy định đánh xuống. Tôi vội vàng hét lên, đừng. Đỗ Vĩnh Niên dừng lại. Anh ta lặng lẽ nhìn tôi, mở miệng, mất máy không thành tiếng. Vì khoảng cách hơi xa, tôi hoàn toàn không biết anh ta đang nói gì. Tôi vừa hét vừa chỉ vào bụng mình, nếu anh dám động thủ, tôi sẽ ra tay với đứa trẻ. Đỗ Vĩnh Niên sững lại một chút, anh ta bỏ cuộc. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà tôi có thứ để nắm thóp. Lúc này Đỗ Kỳ Yến cũng tỉnh dậy, cô ấy nắm lấy tóc của Đỗ Vĩnh Niên. Hành động này lại một lần nữa chọc giận Đỗ Vĩnh Niên. Anh ta đấm mạnh vào mặt Đỗ Kỳ Yến, mau giơ tay lên. Phía trước vang lên âm thanh mạnh mẽ, nhìn ra thì đó là cảnh sát Tôn. Tôi vui mừng đến rơi nước mắt. Cảnh sát Tôn cầm vũ khí, từng bước tiến lại gần. Ban đầu Đỗ Vĩnh Niên đã giơ tay lên, nhưng không biết sao, anh ta đột nhiên phát điên, chộp lấy cây gậy, đập thẳng xuống đầu của Đỗ Kỳ Yến. Tôi hoảng sợ lấy tay che miệng, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng nổ lớn vang lên bên tai. Giây tiếp theo, Đỗ Vĩnh Niên ngã xuống đất. Tôi vội vàng chạy lên kiểm tra vết thương của Đỗ Kỳ Yến. Đỗ Vĩnh Niên dồn hết chút sức lực cuối cùng, nắm lấy cổ chân của tôi, cúi đầu. Anh ta nở nụ cười giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh ta mở miệng không thành tiếng, anh yêu em. Tôi không hề thương xót, hét lớn, cút đi, đồ ghê tởm. Tôi đá một cú vào mặt anh ta, hết cú này đến cú khác như sóng biển. Mày thật sự ghê tởm, mày quá mức kinh tởm rồi. Cho đến khi cảnh sát Tôn kéo tôi ra, tôi mới hồi phục lại chút lý trí. Đỗ Vĩnh Niên cuối cùng đã bị tẩy rửa. Sau khi về thành phố, cảnh sát Tôn đưa tôi đến nhà Đỗ Vĩnh Niên. Vừa bước vào nhà, tôi bị những thứ trước mắt làm cho ghê tởm đến không thể đứng thẳng lưng. Trên tường treo chi chít ảnh của tôi, lúc cười, lúc khóc, lúc ngẩn ngơ, lúc chơi đùa. Còn rất nhiều ảnh chụp chung của tôi với Đỗ Kỳ Yến, nhưng anh ta tạm nhận cắt đầu của Đỗ Kỳ Yến ra khỏi ảnh. Nếu những bức ảnh này cách đây vài tháng, thậm chí là 3 ngày trước tôi nhìn thấy, tôi sẽ nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nhưng lúc này tôi chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Người đã bị bắt, đứa con trong bụng tôi tất nhiên cũng có thể bỏ. Giờ thì cuối cùng không còn ai có thể đe dọa tôi nữa.
Trước khi phẫu thuật cần làm một loạt các xét nghiệm. Vì không muốn bố mẹ lo lắng, đôi khi Yến tự nguyện đảm nhận mọi thứ, thậm chí tìm cho tôi bác sĩ tốt nhất. Khi từ phòng xét nghiệm dịch tiết bước ra, tôi thấy Đỗ Kỳ Yến đang nói chuyện với bác sĩ. Cô ấy tỏ vẻ nghiêm trọng. Nhìn thấy vậy, lòng tôi chợt lo lắng. Chẳng lẽ tôi bị phát hiện ra bệnh gì đó? Tôi nhanh chóng bước tới để nghe ngóng sự việc. Rồi nghe thấy giọng lạnh lùng của Đỗ Kỳ Yến từ từ truyền đến. Cậu chỉ cần nói với cô ấy, đứa bé này không thể bỏ được. Nếu bỏ, không chỉ cô ấy không thể sinh con suốt phần đời còn lại, mà ngay cả mạng sống cũng không giữ được. Cậu càng nói nghiêm trọng càng tốt. Dù sao cậu cũng là bác sĩ, cứ thuyết phục cô ta đi. Cậu chuyên nghiệp hơn tôi mà. Nếu cô ta lén đi kiểm tra ở bệnh viện khác thì sao? Đỗ Kỳ Yến cười nói, yên tâm đi. Chỉ cần tôi nói rằng cậu là bác sĩ giỏi nhất, cô ta sẽ không nghi ngờ gì mà tin tôi ngay. Dù sao chúng ta cũng là chị em tốt nhất mà. Tới lúc đó, tôi sẽ chủ động đề nghị nuôi con giúp cô ta. Cô ta chắc chắn sẽ cảm động rơi nước mắt mà chấp nhận thôi. Tôi như bị sét đánh ngang tai, bám chặt vào chiếc ghế bên cạnh, mới không ngã xuống. Đỗ Kỳ Yến muốn tôi sinh đứa bé này. Cô ấy thực sự muốn tôi sinh đứa bé này. Cô ấy biết rõ tôi căm ghét và ghê tởm đến mức nào. Sự tồn tại của đứa bé chẳng lẽ là để cho Đỗ Vĩnh Niên đã chết, muốn có đứa con nối dõi sao? Và câu hỏi vang lên trong đầu tôi. Đặc biệt là câu chúng ta là chị em tốt nhất của cô ấy, khiến tôi cảm thấy vô cùng mỉa mai. Tôi rất muốn bước tới đối chất với cô ấy. Tại sao lại tính toán tôi như vậy? Nhưng vừa mới trải qua những chuyện sống chết, tôi không còn chút sức lực dư thừa nào. Vội vã bỏ chạy khỏi chỗ đó, cố gắng làm dịu lại bản thân. Tôi đi theo cầu thang xuống tới căng tin ở tầng 1, uống một cốc trà sữa trong đó. Tâm trạng tôi dần dần bình tĩnh lại. Từ nhỏ, mẹ của Đỗ Vĩnh Niên đã đối xử rất tốt với Đỗ Kỳ Yến, thậm chí còn tốt hơn với Đỗ Vĩnh Niên. Từ ngày Đỗ Vĩnh Niên qua đời, mẹ anh ta đã liên tục phải túc trực bên linh cữu. Có lẽ Đỗ Kỳ Yến chỉ muốn mẹ Đỗ Vĩnh Niên vui hơn chút. Có lẽ không biết phải nói với tôi như thế nào, nên mới nghĩ ra cách hạ sách này. Đứng trên lập trường của cô ấy, làm như vậy có lẽ cũng không hoàn toàn sai. Nhưng tôi sẽ không sinh đứa bé này. Quyết định sẽ nói chuyện với Đỗ Kỳ Yến một cách thẳng thắn. Đang suy nghĩ thì Đỗ Kỳ Yến gọi điện thoại đến. Giọng cô ấy có chút lo lắng. Cậu đi đâu vậy? Sao vừa trước mắt đã không thấy cậu đâu rồi? Tôi hỏi y tá cũng nói không thấy cậu. Vì không muốn cô ấy hỏi tôi tại sao lại chạy xuống đây một mình, tôi liền nói đại, đi vệ sinh thôi mà. Tôi sẽ lên gặp cậu ngay, hẹn gặp ở tầng 3 nhé. Cúp điện thoại xong, tôi bắt đầu quay trở lại. Có quá nhiều người đang đợi thang máy, tôi lại chọn đi thang bộ. Đi đến tầng 2, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đó là Đỗ Kỳ Yến. Cô ấy không biết đang nói chuyện với ai, nhưng nội dung cuộc trò chuyện khiến tôi sững sờ. Yên tâm đi, cậu ta không phát hiện ra đâu. Vậy đã răng lâu như vậy rồi, làm sao em có thể để lộ thân phận chứ? Người đàn ông đối diện giơ tay ôm lấy cô ta vào lòng. Thật tuyệt quá, chúng ta sắp trở thành một gia đình ba người rồi. Gia đình ba người, tôi vô thức lấy tay che miệng, chậm rãi lùi lại vài bước. Giọng nói của hai người đó vẫn tiếp tục. Tối nay anh ở bên em được không? Ở với cô ta lâu như vậy rồi, anh sắp buồn nôn đến nơi rồi. Nói gì vậy chứ, không được nói xấu bạn tôi. Nếu không phải vì để cậu ta sinh con, anh nghĩ tôi sẽ cho anh cơ hội ở bên cậu ta sao? Sinh con, ngủ cùng nhau. Tôi cảm thấy da đầu tê dại, cứng đờ tại chỗ. Anh đâu có nói bạn em không tốt, nhưng mỗi lần bỏ thuốc, cô ta chẳng nói gì, cũng không phản ứng. Thật là vô vị. Đâu có giống em. Hi hi, đừng có tay chân lung tung. Tối gặp sau, giờ em đi đợi cậu ta trước đây. Hai người họ lần lượt rời khỏi cầu thang. Tôi ngồi sụp xuống cầu thang, rất lâu mới lấy lại tinh thần. Thật ghê tởm, thật sự ghê tởm. Thì ra kẻ đứng sau mọi chuyện lại là Đỗ Kỳ Yến. Cô ta muốn tôi sinh con cho cô ta. Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi chứ? Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.